Chào các bạn đã quay trở lại với chuỗi series 10 phút để vẽ màu tốt hơn của mình. Ngày hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật vẽ tranh phong cảnh bằng chất liệu màu poster. Ngoài ra thì đối với chất liệu này chúng ta có thể vẽ trên các loại, ví dụ như là tranh ký họa hoặc là chân dung, hoặc là chúng ta có thể tả sâu về các loài vật hoặc là hoa lá, cây cối. Thì ngày hôm nay mình sẽ chọn chủ đề đó là phong cảnh biển. Như các bạn có thể quan sát ở trên màn hình thì đối với cái bức tranh này mình chọn chi tiết đơn giản, mảng lớn để những bạn nào chúng ta mới bắt đầu học về chất liệu này chúng ta có thể dễ dàng học tập theo. Khi các bạn chọn mẫu thì chúng ta có thể chọn những mẫu có nhiều màu sắc khác nhau như bức tranh đang hiển thị ở trên màn hình. Thì đối với bức tranh này nó đã xác định cho chúng ta những cái tông màu chủ đạo rồi, ví dụ như tông lạnh, nhấn nóng. Thì đối với cái màu sắc này chúng ta có thể đi theo cái màu sắc mà tranh mẫu đã đưa ra ha, chúng ta không cần phải sáng tạo. Hay là nếu có một số bạn thích sáng tạo thì chúng ta có thể sáng tạo theo cái tông màu mà chúng ta mong muốn. Và bây giờ mình xin thực hành cái bức tranh này để các bạn có thể quan sát. Thì trước tiên chúng ta có thể sử dụng chì để chúng ta vẽ nét ha. Chúng ta vẽ các cái nét để tạo ranh giới của bức tranh của mình. Trong tác phẩm này hiện tại là chiều dọc, tuy nhiên mình muốn canh lại bố cục làm sao cho nó hợp lý hơn, vì bãi biển hiện tại nó đang tương đối là nó trống, nó chỉ có nước, trời và cát thôi, nên là hiện tại chúng ta có thể canh lại bố cục theo chiều ngang để tạo cho cảm giác thoải mái hơn và nó cảm giác nó mênh mông hơn các bạn. Thì mình hiện tại là mình chọn cái phần trời là cái phần chủ đạo của mình, còn phần biển chỉ là cái phần đẹp thêm, là cái phần phụ thôi, nên là hiện tại mình sẽ phát cái phần biển ít hơn phần trời. Tiếp theo đó là mình sẽ dùng cọ bảng để mình lót một lớp nền. Mình chọn màu xanh, mình chọn màu xanh đậm này để mình lót những cái vị trí ở phía cát, phía gần thôi các bạn. Thì đối với cái dạng tranh phong cảnh mà chúng ta sử dụng màu poster thì chúng ta có thể pha loãng nước một xíu để nó mang cái hơi hướng như là nửa màu poster, nửa màu nước ha. Tại vì cái chất màu poster này nó có một cái đặc điểm, đó là khi chúng ta pha nhiều nước, chúng ta hòa với nhiều nước thì tính chất của nó có thể loang và nó có thể tạo ra hiệu ứng tương tự như màu nước. Rồi sau khi mình đã lót xong và mình đã phân ranh giới cho các vị trí rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tả chi tiết cho từng vị trí ha. Thì đối với cái phần biển các bạn có thể quan sát là màu chủ đạo là màu lạnh ha. Thì bắt đầu chúng ta sẽ nhấn sáng tối. Tính chất của màu poster là chúng ta có thể chồng nhiều lớp lên với nhau và độ bao phủ của nó tương đối tốt ha. Nên các bạn có thể đi nhiều lớp, như lớp này khô thì chúng ta bắt đầu chồng lớp khác lên.
những bảng nhỏ hơn thì chúng ta có thể đổi sang những cọ nhỏ nha các bạn. Thì mình nhấn những cái mảng vay lớn ha, nên là mình sẽ sử dụng cọ lớn hơn. Sẽ đi sâu vào để nhóm sáng nhiều hơn. Giờ mình thấy là mình bắt đầu mình sử dụng màu đặc luôn, nhưng mình không có pha nữa.
vị trí này bắt đầu mình nhắm sáng hơn các bạn ha, để nó tạo ra được cái hiệu ứng biển, và đồng thời là chúng ta sẽ nhấn trắng nhiều hơn một tí để hình dung ra được cái tính chất của sóng biển ha, cái sóng nó ập vào trong bờ á. Cái vị trí chỗ này sẽ là vị trí sáng nhất nha các bạn. Chúng ta sẽ nhấn sáng vào đây ha. Rồi sau đó chúng ta tải nhẹ ra. Và đặt những cái màu tươi vào đây để cho nó cảm giác cái độ tương phản mạnh của ánh sáng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấn đậm lại một vài chỗ. Để tăng được cái độ đậm nhạt tương quan cho nó rõ ràng hơn ha. Khi mà tương quan trong bài của chúng ta nó rõ ràng, nó tách biệt nhau á, thì bài của chúng ta cảm giác nó sẽ trong trẻo hơn các bạn. Mình gần hoàn thành cái tác phẩm rồi. Thì hiện tại là có điều gì khúc mắc ha thì các bạn cứ comment xuống phía dưới nha, để có thể mình giải đáp liền cho các bạn luôn. Và đây cũng là bài tập của các bạn trong ngày hôm nay, thì chúng ta có thể chọn cho mình những cái mẫu mà chúng ta thích dựa trên cái chủ đề xung quanh, ví dụ như là biển nè hoặc là cây cối ha, những cái chủ đề mà nó đơn giản thôi để chúng ta thực hành, chúng ta tập làm quen với nó trước cái đã. Thì các bạn nào mà có màu poster thì chúng ta sẽ sử dụng theo cái chất màu poster này ha. Màu poster này là cái chất màu mà ở trên thị trường rất là
dễ kiếm ha, ở các họa phẩm chỗ nào cũng có màu này hết các bạn. Thì mỗi một hộp như vậy mình nhớ không nhầm là khoảng tầm 300 mấy gần 400 ngàn á, là dành cho khoảng 12 màu ha các bạn. Đó. Thì chúng ta có thể ra các cửa hàng họa phẩm để chúng ta mua ha. Cái màu poster này các bạn, khi mà chúng ta vẽ xong đến khi nó khô á, thì nó sẽ nhạt xuống tầm 1 đến 2 độ ha. Nên là khi các bạn tô xong á, các bạn lúc mà các bạn pha màu á, mình cảm thấy cái màu nó hơi đậm đậm, mình đừng có sợ ha. Rồi khi mà mình vẽ lên á, đến khi mà nó khô á, thì nó sẽ giảm cái độ xuống, nó sẽ sáng cái bài của mình lên 1 đến 2 độ ha. Bây giờ cái tác phẩm của mình đã hoàn thành rồi. Các bạn có thể ký tên vào. Như mình thì mình sẽ ký tên của mình vào cái góc bên phải tranh ha, để cho nó cân bằng. Các bạn nếu mà có ký thì mình có ký nhỏ thôi nha, để nó không ảnh hưởng đến bố cục của bức tranh. Rồi đây là tác phẩm ngày hôm nay. Trong quá trình mà mình hướng dẫn cho các bạn cứ thực hành lại ha, theo các phương pháp mà mình đã thị phạm nãy giờ. Thì khi chúng ta thực hành xong, chúng ta sẽ biết được là chúng ta còn chưa hiểu chỗ nào, hoặc là chúng ta còn cần thêm kiến thức ở chỗ nào, thì các bạn comment xuống phía dưới ha, để mình giải đáp cho các bạn. Đồng thời thì mình cũng có một số cái lưu ý với các bạn ha. Thì đối với cái chất liệu màu poster này á, đặc điểm là chúng ta sẽ pha với nước, nên là nếu ví dụ như mà các bạn lấy màu mà nó bị khô á, đôi khi là do vì chúng ta sử dụng màu nó một thời gian nó lâu thì nó sẽ bị khô như thế này ha. Thì các bạn cứ cho một lượng nước vừa phải vào và chúng ta để một khoảng thời gian ngắn, rồi sau đó chúng ta sử dụng bình thường. Tại vì nó có nước thì bắt đầu nó sẽ mềm ra ha, và chúng ta vẫn cứ sử dụng như bình thường thôi, không có ảnh hưởng gì cả. Và mình có một cái điều là khi mà thường cái thói quen của mình đó, khi mà mình vẽ thì mình sẽ lấy những cái màu mà mình cần vẽ mình để ra ba nét trước. Bởi vì điều cơ bản á, là khi mà chúng ta lấy một cái màu nào đó thì chúng ta phải rửa cọ, lau khô cọ, sau đó chúng ta mới lấy màu mới. Còn nếu ví dụ như mà chúng ta lấy màu ra xong chúng ta vẫn giữ nguyên cọ đó, lấy một cái màu khác thì tất cả các cái màu nó sẽ bị trộn lẫn vào với nhau ha. Thì sau này chúng ta sử dụng một thời gian thì màu chúng ta sẽ không còn sử dụng được nữa, bởi vì nó đã bị quá nhiều màu lẫn vào nhau rồi. Nên là để mà cái trường hợp mà chúng ta không cần phải rửa cọ nhiều mà chúng ta cứ vẽ liên tục á, để nó không bị đứt quãng cái quá trình mà chúng ta vẽ, thì chúng ta sẽ lấy các cái màu ra ngoài palette, sau đó chúng ta cứ chấm và chúng ta vẽ ha. Thì cái phạm vi màu ở ngoài palette là màu mà chúng ta sẽ sử dụng hết trong cái buổi ngày hôm đó, và nó sẽ không ảnh hưởng đến cái phần màu trong hũ ha. Đó là một cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì cái video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thì chúc các bạn ưng ý sau khi mà thực hành lại cái tác phẩm ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.